Thưa quý vị, đây là khu vườn của tôi, nhìn từ phía trong. Đây là cái hàng rào hoa đó quý vị. Hôm nay hai cây mướp của tôi nó lên tốt quá quý vị ơi. Cái zucchini của Mỹ. Góc này quý vị xem nó ra hai cái quả nè. Đó đó. Phía sau này là hàng rào hoa. Cây mướp Việt Nam của tôi hôm nay nó đã lên vàng rồi quý vị. Nó lên tới đây rồi nè. Cây mướp Việt Nam á. Đây là hàng rào hoa. Phía dưới này là xả. Bò trong hàng rào này là Morning Glory đó quý vị. Hai bụi hành tôi mới gặt hái. Đây là cái đám rau thơm tôi cũng mới gặt hái đó quý vị. Gặt sạch luôn cho nó lên cái mới. Trong kia là có hai bụi hẹ nó cũng tơi tả. Ở đây là phía sau là cái hàng rào. Ở đây là qua tới cái phần ở giữa rồi quý vị. Hết cái khu ruộng rồi đấy. Đây là cây tử đinh hương. Phía sau này là cái hàng rào đó quý vị. Hàng rào nhìn từ phía trong. Đây có một cái chuồng chim. Có hai cái chuồng chim. Chuồng này hồi xưa là con chim sơn ca nó làm tổ đó quý vị. Bây giờ thì nó đi rồi. Đây là cái hàng rào nhìn từ bên trong. Thưa quý vị, đây là cái cột này thì là tôi có Morning Glory đó quý vị. Morning Glory năm nay thì nó bị cái loại Japanese beetle nó tấn công hơi nhiều, lá nó lỗ hết trơn. Mà hoa thì cũng chưa có tới mùa đó quý vị. Nó bắt đầu nó leo lên vàng. Phía sau là tôi có cái vàng là tử đinh tử đăng. Dưới này tôi có iris nè quý vị. Iris trắng tím, cái loại này nó thơm đó quý vị. Và phía sau này là cây tử đằng. Bên đây thì tôi có một cái vàng nữa, một cái cột nữa cũng trồng Morning Glory. Dưới chân nó thì dùng trồng iris. Này thì nó cũng lên vàng, nó lên được nửa cái cột rồi quý vị. Đó, nó lên nửa cái cột rồi. Sắp lên tới vàng ở trên rồi. Đây là nó nở hoa Morning Glory nữa quý vị. Hôm nay trời không có nắng nên Morning Glory nó không có nở rộ. Ở phía sau tôi có cái chuồng chim thứ hai. Chuồng chim này là chim én nó làm tổ quý vị. Mùa này là đang là mùa phlox với lại cornflower. Nên nó nở rất là rộ. Cái hàng rào phía sau của tôi. Ở trên này tôi có một cái chuồng chim nhỏ xíu rồi quý vị. Cái chuồng chim này cũng một loại chim nhỏ. Tôi thực sự chưa biết nó là chim gì. Nó làm tổ ở đây. Đó, và thưa quý vị, đây là tiếp theo cái khu vườn phía sau của tôi. Hoa cornflower, hoa phlox. Đây là cái nửa bên cạnh đó quý vị. Đây dưới này nó có rau má nè. Xong có bí đỏ. Phía sau là hàng rào hoa. Đây tôi có cà chua nè quý vị. Đó, hàng rào hoa bảo vệ cho cà chua. Thưa quý vị, đây là cà chua Roma. Cà chua này để nấu đó quý vị.
hường hường hết trơn và lá nó bắt đầu héo hết rồi. Đây là cà chua. Sau thì tôi vẫn có cái hàng rào hoa để bảo vệ cho nai nó không có vô nó ăn cà chua của tôi. Rồi cái thấy cây bí đỏ không, nó leo lên đầu lên cổ mấy cây hoa luôn. Đây là cà chua mè, tôi có bụi cúc ở đây. Dưới này thì tôi có bí đỏ này quý vị, cái bí đỏ nó bò có quả dưới đất đây. Đây tôi có cà chua, loại cà chua này là cà chua tròn quý vị, cà chua này là để ăn sống. Phía sau vẫn có dàn hoa để bảo vệ. Đó, đây là dàn cà chua rồi quý vị. Chua này ăn sống, ăn được củ ở đây. Phía sau vẫn có dàn hoa bảo vệ quý vị. Thôi là mất ăn luôn á. Đây tôi có vườn cỏ, góc vườn tôi có Black Eye Susan, hoa mắc huyền đó quý vị. Ở cái đất này thì sẽ có loại thọ nhỏ 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 nhỏ. Đây thì tôi có hai bụi bạc hà. Đây là cà chua. Đó, cái này là quay để quý vị thấy tổng thể hai cái khu vườn tí hon của tôi, nhìn từ phía trong ra cái vườn hoa phía ngoài. Đó, thấy cái hoa nó vậy.